Đi có một mình hả? Bà nhà trong nhà hả? Ai bán bánh mì mà. Cái gì? Đang xây nhà đi bán bánh mì. Đúng rồi. Em mở tiệm bánh mì hả? Mở tiệm bánh mì rồi. Hay quá. Bà kinh doanh vấn đề khác rồi. Có một mình đi ổn không? Ổn chứ, ổn đi ông. Còn sức khỏe, còn sống nó phải làm thôi. Con sức khỏe, con sống còn phải làm đâu. Hai tay hai chai lăn lăn như kiểu làm xiếc ấy. Bây giờ ông mình mới tới, anh chở qua đó anh chai nhá, cho anh em nó làm nhá. Hai xe còn 9 chai cất vào trong kia, mai em chở qua Hậu Giang. Bỏ là có cả ga nha, đốt nha. Nó đã oxy, oxy với ga ga cắt. Anh sẽ về thêm hai xe nữa. Đây tập kết về hai bao bạt. Đây rồi, đi ngầm đầm lên. Đúng rồi. Nay cái công trình ở Mã Lò thì mình đã đưa cái xe Kobe về làm rồi nha mọi người. Anh em đã hạ gần hết cái này rồi. Mình mới trả hai chai gió sang đây để cho mọi người cắt. Ve chai thì để nhờ cái cô chú hàng xóm tập kết ở đây. Tí nữa thì cho xe tải họ vào họ bốc. Cái này chắc cũng được trên 2 tấn. Xin thân ái kính chào tất cả các bạn, chào quý vị khán giả, chào những anh em cơ giới nha. Hôm nay là mình sẽ đi hai công trình. Thêm một công trình ở khu đường 55 tên lửa. Cái ba căn gộp lại để cải tạo thành cái khách sạn đây. Thì thợ hôm nay đã đang chuẩn bị bóc giàn giáo để bao che toàn bộ cái khung nhà này, cho nó đừng có bụi bặm ra ngoài. Và hôm nay anh em cũng đang tiến hành làm từ từ bên trong rồi đó. Mọi người nghe tiếng máy bắn bê tông rồi đó. Anh em thì đang hôm nay là chuyển đồ và bắt đầu khởi động từ từ cho bà con làng xóm người ta hãy nghe được cái tiếng máy cho nó quen đi. Và vài hôm nữa thì sẽ tập học thợ thuyền về là làm đại trà. Đấy, hôm nay thì vừa bắt giàn giáo khoảng 3 ngày là sẽ xong cái giàn giáo này. Và anh em cũng đã đang bắn bê tông ở bên trong rồi. Hôm nay lại tiếp tục về giàn giáo nha anh em nha. Hôm qua về hai xe rồi thì đã dựng hết rồi đây. Đây sẽ về thêm hai xe nữa để bao che hết cái mặt tiền của công trình mình. Đây về thêm hai xe giàn giáo nữa, sẽ bao che cho nó toàn bộ công trình. Bao che xong là anh em làm đại trà đấy. Anh em ngày hôm nay là sẽ kéo hết giàn giáo lên để bắt hết cái mặt tiền này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tầm gạc. Phải không?
hai bao bỏ bỏ cửa đây rồi mình đây tập kết về hai bao bạt đây rồi đi nhầm nhầm lên. Bạt để bao che lên làm giáo đây con sắp ra kia rồi anh cái được không để đây tí nó đi ra nó ôm bả mất đó rồi ok cho cái này hộ anh cái tiền xe ở dưới gửi chưa anh gửi 50 luôn nha cái cà phê phải cảm ơn nhé em ơi hai người xuống phụ lấy gió vào trong nhà các em ông Dũng thì xuống nha. Nữa đây, dẹ nữa đây. Đi có một mình hả? Bà nhà trong nhà hả? Ai bán bánh mì mà. Cái gì? Đang xây nhà đi bán bánh mì. Ôi, là... Bà tiệm bánh mì hả? Tiệm bánh mì rồi. Hay quá. Bà kinh doanh vấn đề khác rồi. Không đủ ăn thì bà kiếm người khác bà làm rồi. Chị có một mình đi ổn không? Ổn cứ ổn đi ông này. Còn sức khỏe, còn sống được phải làm thôi. Con sức khỏe con sống là còn phải làm đúng không? Cho hai bao bạt nó vào trong nhà trước đi chú Dũng ơi. Cho hai cái bao bạt nó vào trong nhà trước đi. Bỏ chục chai chứ. Chục chai đi. Để tôi rời đi. Để chục chai vào trong cho anh hai chai anh chở ông kia. Chắc hai tay hai chai lâm lăn như kiểu làm xiếc ấy. À có gió rồi em ơi, lấy sang nó mấy chai. Đó. Bộ giờ có gió tới rồi đây, lấy sang nó mấy chai em. Mấy chai được rồi. Chai ha. Để giờ chở qua, giờ ông Minh mới tới. Bộ giờ ông Minh mới tới, anh chở qua đó anh chai nhá, cho anh em nó làm nhá. Bỏ lên xe anh chai thôi. Cho em một chai lên xe còn 9 chai cất vào trong kia mai em chở qua Hậu Giang. Cái này để tạm đây chứ tối mà cho vào trong hết. Anh ngủ trên là đây là nó cho đi luôn đấy. Anh không phải khỏe mà làm theo kiểu thế rồi thôi. Khỏe cái này dùng sức thì cái này dùng sức thì thua. 70 ký đấy. À. Nhưng mà lăn. Em lăn đấy. Vác thì thua đấy. Vác cả còng sống lưng ấy. Đấy chục chai. Ngày mai thứ mùng 6 làm ở căn Hậu Giang này. Tôi cứ rời đây sang chỗ nào ông hết ông lại trả về đây. Đưa lần hai chai cho rộng rãi. Vào hôm đó giờ nhiều khi nó cấm đậu cấm gì cực lắm. Đang làm ở chỗ ba lò nhưng mà nó hẻm nhỏ lắm. Chạy ra xe vô cực lắm thôi. Chịu khó rời bằng xe này. À, 20 tháng 10 xem nào, bỏ 20 tháng 10 xem là tổ chức bảo bà ấy, mấy anh em đi kiếm cái nào ngồi nhậu bữa. Ok. À, được. 20 tháng 10 nay 18 rồi. Được. Tối 20 nữa. Tối 20 rồi, ok. Xuống đâu đó song hành với Thu gì đó, rủ vợ chồng Hải, vợ chồng tôi, vợ chồng bác ha. Ok. Chơi giao lưu tí cho mấy chị em cho nó tinh thần ngày 20 tháng 10 tí. Đây là bác Minh, Minh đen đấy, Minh ga gió đấy, đi bỏ ga gió khắp thành phố Sài Gòn, bỏ cho các công trình tháo dỡ.
mình lái một xe tự bốc xếp luôn, oxy cắt gió đá như cả nhà. Anh em mỗi người một việc, tới là hú hí nhau thôi. Các đối tác thì bỏ là có cả ga nha, đốt nha, gió đá, oxy, oxy với ra ga cắt. Mình sẽ tập kết ở đây và đi rời đi mấy công trình để bác cái, một mình bác cái này vất vả. Đấy, anh cứ từ từ thôi. Anh đi đằng trước đi Dũng. Mở cửa cho nó vào cái khe đó. Ai đây? Đại chào xíu. Ai bạn nâng lên luôn nhá. Đừng. Ok. Này quá trời bê tông rồi. Gõ ra chứ để nó trừ. Sắp xong rồi. Mày em cũng về gần nhà Sò Dương mà đúng không? Hả? Cân ở Lê Thị Riêng mà đúng không? Dạ. Ờ thế thì về bỏ cho nó, gửi cái này về nhà nó, cái này xài được. Tính ra xà gầu đó cũng được ấy, nhưng mà gấp quá. Bỏ. Anh Trải ơi. Dạ. Hai cái dạng cọng cái xích này chắc cầm lên bỏ lên xe của em đi. Để mai mốt đem sang Hậu Giang. Tí nó có kéo mấy vách này, mới mai kéo đào kiềng thì kéo. Xe huấn đấy. Tí nó có kéo mấy cái này dính này. Mới đi mua về 400 ngàn một sợi. 4 mét là đủ sai rồi. Tối nay xúc xà bần xúc không rồi. Hai cái vách này hạ bên đây sợ dính, sợ không kịp đấy. Bên đây là dính này, sợ không kịp ấy. Không kịp thì cứ về thôi. Này dính này. Hạ hết cái vách ở đây rồi, an toàn rồi. Cái vách ở đây nữa, cố gắng tới 4 giờ xong cho xe chở sắt ra đi. Lấy ít nước đỡ bụi. Sau bần này thì tối nay sẽ thay cái gầu và múc đi. Xe đang hạ cái đà trên. Dạ vâng. Con giờ con hạn chế lại con xịt. Dạ. Dạ chú. Dạ.
xe thì bắt đầu những cái đà Xcopia S375. Cái đó thì anh em đang mở miệng để cho xe nó hạ từng khúc một. Xe hôm nay gắn búa đủ, hộp cả bê tông các loại. Hôm nay là ngày thứ ba thi công cái căn nhà có gác xiết ở mặt đường Lá Lò. Thì từ hôm nay hết ngày hôm nay là xong cái phần lỗi. Tối nay thì anh em sẽ xúc xà bần và ngày mai sẽ đào móng, phá móng. Bán vậy là sạch luôn đấy mọi người ạ. Bác sắp ra rồi. Tàu thang này bắn luôn lên cho nó gọn. Cô bé này rất là hiệu quả cho mọi người. Đó, thì gắn cái đầu đục này thì các cái loại bê tông nó được hết. Trong khi như mình sẽ gắn cái gầu vào một xúc xà bần. Nay cái công trình ở Mã Lò thì mình đã đưa cái xe Cobe về làm đây nha mọi người. Chiếc SK75 máy 035. Thì sáng giờ mình ở bên Tân Lửa thì đây anh em đã hạ gần hết cái này rồi. Giờ quay ra trẻ tường kéo vách, kéo từ từ nó an toàn.
Tối hôm qua mấy giờ xe về em? 2 giờ về thì nó im, chứ còn về sớm quá chắc cũng đông. Sớm quá nó tí tí nhậu đây. Hôm qua anh sợ nhất là đi về sớm, dân mà đang ở đây nhậu. Xe này vào đây nó cũng hơi căng đấy chứ. Qua là nó bỏ tận ngoài đầu đường kia đúng không? Bỏ ngay ngã ba đi. À, thế lùi được cái ngã ba này rồi. Anh em ơi, hôm nay mình sẽ đi mua lại mấy sợi dây xích để mình kéo ba lang để hạ nhà. Hôm nay thì mình sẽ đi mua mấy sợi dây xích để kéo ba lang để chuẩn bị cho công trình mới ở Hậu Giang để hạ nhà. Thì mình đang ở quốc lộ 1A, cái khu vực là từ ngã tư Gò Mây tới trạm thu phí mọi người ạ. Rất là nhiều các cái cửa hàng lạng son, cái cửa hàng đồ cũ bán cặp mặt tiền ở đường xa lộ đấy, quốc lộ 1A. Thập cẩm hầm mà nằm sân khấu, cái gì cũng có, máy lưng, máy xúc, dây xích, motor, các cái đồ bãi từ Nhật về đấy, giống như đây này, cả những cái máy xới, máy cày. Khu vực quốc lộ này thì rất nhiều. Mình sẽ ghé cái chỗ cửa hàng nó bán cái dây xích, mình sẽ mua 2-3 cọc dây 8 ly để khi tháo dỡ hạ các cái vách ấy, thì mình sẽ dùng tới nó. À, đây rồi mọi người ơi, rất nhiều. Đại ca, dây xích 8 ly có không đại ca? Em sợi dài 4 mét. Kéo ba lang, dây kiếm xích Mỹ đi, đây 10 ly rồi anh, không em lấy 8 ly thôi. Có sợi nào được 4 mét không? Có chứ. Anh em nó kêu mua 6 mét, phải cắt đôi rồi mua 4 mét đi. 8 ly cỡ này này. Đúng rồi, 8 ly cỡ đó rồi anh. 8 ly nhỏ này 10 ly đúng không? Đúng rồi, cái đó 10 ly. Đây nhiêu tiền mét anh? Cái đó 80 ngàn, 1 mét. 24, 3. Ủa vậy anh xong cái đó. Đây dây xích Mỹ rồi đó, đúng không anh? Hay là dây xích này mới là xích Mỹ này. Đúng rồi, đúng rồi. Nhỏ quá. Đúng đó. Xích này xích Ba Lan không ra. Đúng không? Còn xích mới xích Nhật kìa. Màu đen. Có rẻ tiền lại. Thế cho chặt. Rồi, chặt cho 2 sợi đi. 7 mét. 4 mét. Đấy, cho 2 cái đầu ma lý nữa. 2 đầu móc hả? 2 đầu gì? 2 đầu móc để kéo ba lang ấy, để kéo hạ nhà. Móc gài ấy. 60 ngàn. Mua ở dưới Tạ Uyên nó bán có 40 ngàn, cái này to đấy. Cái này 10 ly à. Chưa, chưa đó. Loại này thôi, gài kéo ba lang nhẹ mà. Hai móc hai đầu luôn, 4 sợi mới bán cho hai móc sơ cua đi. Hai sợi 4 mét đi. Sợi hai móc. Sợi hai móc. Ba trời xích luôn. 4 ly, 6 ly, ba lang lớn nhỏ đầy đủ luôn. Các kiểu móc luôn, cáp. Ra đây mua là không phải trả giá mọi người ạ. Đây 10 ly này. Cái 10 ly thì bao nhiêu ta? 10 ly 110, 90 ngàn, có hai loại vậy đó. Cái loại trắng này này. 210. Loại trắng này này. Loại này. Ly. 9 ly này. 150. Còn cái này 110. 10 ly rồi, đúng rồi. Thằng nó là vô để dành vô đang điện ok luôn. Không, đó. Kéo nhà thôi. Thôi nó 2 sợi 4 mét đi. 8 mét là 886.4 đúng không? 6.4 với 6 cái móc. 4 móc, 44, 16, 64, 74, 800 tròn. Không cho thêm 2 móc sơ cua đi. Móc này nó dễ bùng lắm.
kéo phá làng chuẩn luôn. Cắt luôn. Gài móc luôn luôn nha. Để xài luôn. Nghe quá trời xịt. Tám lì đấy. Xích này xích gài ba lang này. Sải 4 mét. Đủ các loại luôn. Cáp tài nguyên cuộn nó lớn nhỏ đầy đủ luôn, anh còn mới lắm. Bữa nào ra đây mua bá lang xài trời. Loại xích này mới ngon này, xích này 150 mét 9 ly, xích này ở trong bá lang tài điện này. Xích đen này là xích cũng không ngon. tám mét sáu trăm tư với 4 cái móc. Mé mặt năm thì anh em đang bắt con giáo lên từ cái silo này. Còn mặt đằng trước này thì cũng bắt tương đối rồi. Đấy. Tới trên là 9 tầm giàn. Mỗi một cái đều gồng lại hết. Ngày mai có thể là một buổi nữa là chen lưới được. Mới mai nữa chen lưới được. Chưa lại cái cửa này để xe ra vào. Đấy. Đang để tài ở trên đấy. Để tài giàn giáo lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tầm. 9 tầm giàn giáo. Thank you.
Đây chắc phải mua nó đang nó sáng lên quá. Cái mảnh sắt đã lên tôn rồi. Giờ rồi hót cái này xuống này, cái áo nó tôn ra. Cấp 6 à? Sáng tới 3 giờ chiều rồi. Ăn xong được cái hẻm rồi. Giờ chuẩn bị đi dọn sắt. Hướng cầu cầu giả nên là nó bắn. Cái đả đó bắn luôn. Ngang chỗ ấy chấn đấy.